Rồi mình thanh lý một ít Longbo inox đùi gà hàng nhập Thái nha anh em. Thanh lý giá bán dây chai nha anh em. Đây. Có hai màu nha. Thân inox mỏ trắng và mỏ si titan. Những Longbo này bình thường bán là khoảng 700-800 ngàn lon nha. Nay mình bán bỏ thanh lý luôn. Bán giá dây chai 400 lon nha anh em. Đuôi đuôi 51 nha. Đó. Bô nhập Thái nha anh em. Đó. Cầm trên tay biết là bô nhập Thái hay là bô bô chợ này kia biết liền. Đó. Bô này có nỉ nha anh em. Đó. Anh em về muốn dán tem gì dán nha. Dán tem ORBR, tem NLK hay tem gì tùy anh em. Đó. Bô mới 100%. Đẹp sắc nét nha. Bình thanh lý bán bỏ 400 một lon nha. Đó, có hai màu. Thân inox mỏ xanh và mỏ trắng. Mỗi loại còn khoảng 5-10 cây gì đó. Anh em cần thì cứ alo mình nha. Rồi anh em cần alo em. $400 một lon nha. Phí anh em tự lo. Giá bán bỏ về trời.